Bơ đang cho trái anh chị. Rồi mít cũng đang cho trái. Rồi sầu riêng thì đang ra bông. Sầu riêng là khúc ngay kia ha, đang ra bông. Chôm chôm thì cũng đang ra bông. Rồi măng cục. Cái vườn ngày hôm nay thì chủ đạo của nó là mít là nhiều. Và ngày hôm nay Long Hòa xin giới thiệu đến anh chị cô chú một thửa đất tọa lạc tại thị trấn Kim Long, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Di chuyển ra trung tâm của huyện Châu Đức này á, là thị trấn Ngãi Giao, mất tầm khoảng 5 km thôi. Nếu như anh chị cô chú mình có nhu cầu đi biển Vũng Tàu thì mình mất tầm khoảng 40 km thôi là đã ra tới biển Vũng Tàu, biển Hồ Tràm, xuống nước nóng Bình Châu rồi ha. Còn nếu như anh chị cô chú mình di chuyển lên thành phố Hồ Chí Minh, mình mất khoảng 65 km. Và nếu như mình di chuyển về cảng nước sâu Cái Mép Thị Vải thì mình mất tầm khoảng 15 km thôi ha anh chị. Thửa đất ngày hôm nay có nguyên một vườn cây ăn trái, tọa lạc tại thị trấn Kim Long, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, với tổng diện tích của chúng ta là 8.000 m2, 8.000 m2 ha, mà được chủ ra bán chỉ có giá là 9 tỷ thôi anh chị. Sổ rất là vuông vắn, đất ở đô thị, và đặc biệt hơn nữa là chúng ta có hai mặt tiền đường, một mặt tiền đường hiện hữu và một mặt tiền đường là theo kế hoạch của đô thị Kim Long ha anh chị, là sẽ có một mặt tiền ở phía sau nữa. Thì lát nữa Long Hòa sẽ gửi cái phần kiểm tra quy hoạch để anh chị cô chú mình hình dung ha. Và nếu như anh chị cô chú mình quan tâm đất tại Kim Long, tại Châu Đức, tại Bà Rịa, Vũng Tàu thì cũng được biết là cơ sở hạ tầng ở Châu Đức này thì làm rất là nhanh ha, và hoàn thiện rất là nhanh theo tiến độ. Mời anh chị cô chú mình cùng xem hết video ngày hôm nay ha. Đất chúng ta nằm trên một trục đường nhựa rất là thông thoáng ha anh chị. Và hướng đất là hướng đông, di chuyển theo trục đường này nè anh chị, chạy tầm khoảng 200 m thôi là mình đã ra tới con đường ngay chỗ quốc lộ 56 rồi ha. Con đường đó thì nối giữa quốc lộ 56 và chạy thẳng là về Láng Lớn ha anh chị. Đường ngay chỗ đó thì đường rộng khoảng 12 m, và đường này là đường nhựa này thì rộng khoảng 6 m thôi ha anh chị. Hai ô tô xe tải gì né nhau được hết ha. Trước đất của chúng ta là cũng có trụ điện, cũng có bóng điện luôn đó. Bóng điện là nằm ngay chỗ đó. Đất chúng ta là nằm ngay cái mí này nè, mí hàng rào này nè. Thì về đêm á, điện nó sẽ chiếu sáng ra khúc này, thì có thể là chiếu qua cái đất của chúng ta luôn ha anh chị. Nằm trên một trục đường nhựa rất là thông thoáng. Hướng này anh chị cô chú mình chạy thẳng khoảng 500 m thôi là mình đã ra tới trường học, trường cấp 1, trường cấp 2, trung tâm thương mại Kim Long là cũng hướng đó luôn ha anh chị. Ngay chỗ đó cũng có cái trụ điện chiếu sáng nè, nghĩa là đất của chúng ta thì nó sẽ chiếu sáng luôn nguyên cái mảnh đất của chúng ta, có điện đường chiếu sáng nè ha. Xung quanh thì có dân cư, bên này sát ranh giới của chúng ta cũng có dân cư, và bám theo trục đường này cũng dân cư ha. Đất ở đô thị cho nên là dân cư rất là đông anh chị. Đối diện của chúng ta cũng có dân cư, nhà vườn hiện hữu luôn ha, nhà mái thái rất là đẹp. Chạy theo trục đường này đâm thẳng ra tầm khoảng 300 m thôi là mình sẽ ra tới con đường quốc lộ 56 rồi ha. Thì ranh giới của chúng ta là từ đây, từ cái mí hàng rào bên đây. Ưu điểm nữa là mảnh đất của chúng ta là phủ hồng toàn bộ, đất ở ODT. Ranh giới thì đã rào lại hết rồi, rào lưới B40 cao 1m8 hết ranh luôn ha anh chị. Cạnh bên này mặt đường hiện hữu của chúng ta là được 33 m, tới ngay chỗ cái khúc cua đó anh chị là được 33 m, nhưng mà nó còn đâm vô trong nữa. Lát nữa Long Hoàng sẽ gửi sổ là sổ nó rất vuông luôn anh chị ha. Còn cạnh bên này là mình được 106 m, cạnh bên kia là mình được 88 m. Đất của mình là nó đầu với đuôi nó bằng nhau, đất nó rất là vuông vức, sổ rất là vuông vức, và trên thực tế của chúng ta cũng rất là vuông vức. Đất thì quay mặt về hướng đông, trên đất thì có một căn nhà. Nói chung á, nhà này thì nhà cấp 4 thôi, nhà cấp 4 nhưng mà nhà cũ, nhà nát rồi ha anh chị. Thì Long Hoài cũng không có review cái căn nhà này nhiều. Ở trên đất thì cũng có cái cổng rào kiên cố. Đó, tới cái mí tường bên đây nè, nói chung bốn bên của chúng ta là đều rào hết rồi, đều rào lưới hết rồi. Trên đất thì có giếng khoan, cũng có giếng đào luôn ha. Với đầy đủ những loại cây trồng, những loại cây trái đang cho thu hoạch. Đất thì đất bằng phẳng, và trong tương lai ha, trong một thời gian không lâu nữa thì phía sau đất của chúng ta sẽ có một con đường nó cắt qua đất của chúng ta, ở phía sau đất luôn, nó tiếp giáp với đất luôn. Có nghĩa là sau này mình sẽ có hai mặt tiền đường ha, mặt tiền đường trước và mặt tiền đường sau. Đó là một cái lợi thế ha anh chị. Còn trên đất thì nói chung là đầy đủ những loại cây trái hết. Cây trái cây nào cũng khoảng cỡ tuổi thọ cũng khoảng cỡ 7, 8 năm, 10 năm rồi trở lên hết rồi. Cho nên cây trồng của mình nó cũng đã cho thu hoạch hết rồi ha anh chị. Rồi bây giờ Long Hoài xin đưa một đoạn lấy cam ở trên cao để anh chị cô chú mình hình dung ha. Nói về cây trồng trên đất này thì cây trồng này là rất lớn rồi ha. Còn đất thì đất đỏ Ba Giang bằng phẳng. Khu vực ở đây là nó rất gần với địa đạo Kim Long, một trong những di tích địa đạo đi vào lịch sử ha anh chị.
Còn từ vị trí Thửa Đất di chuyển ra chợ trường học thì rất là gần, trong khoảng 500 mét thôi là mình đã có hai cái chợ, là trung tâm thương mại Kim Long và trung tâm của Xà Bang rồi. Cho nên là di chuyển về chợ cũng rất là tiện. Từ vị trí Thửa Đất Long Hòa di chuyển ra ngoài những trục đường lớn, những trục đường kết nối giao thông để anh chị cô chú mình hình dung ha. Xung quanh của chúng ta là dân cư, có nhà vườn ha anh chị. Đường này là đường rộng 6 mét, bên đây cũng đang làm đường nè anh chị. Về cơ sở hạ tầng tại huyện Châu Đức, tại Bà Rịa Vũng Tàu thì cơ sở hạ tầng đường xá thì thi công rất là nhanh ha. Đây có cái nhà vườn nữa. Khu này thì nhiều biệt thự, nhiều nhà vườn mọc ra lắm. Đặc biệt khu ở này rất là an ninh ha anh chị. Một thông tin, nhà Long Hoài cũng gần gần ở đây luôn, cho nên mình cũng nắm rõ. Ở đây thì toàn là cán bộ công nhân viên chức ở là nhiều. Giáo viên, cán bộ công nhân viên chức ở là nhiều hơn chị. Hướng này anh chị cô chú mình chạy thẳng là mình sẽ về Láng Lớn, về con đường liên xã liên huyện là đường Xà Bang Láng Lớn rồi ha. Đường ở đây thì ngay đây có tạp hóa anh chị. Ồ, cái nhà này xây tường rào đẹp quá. Trên con trục đường này mình quẹo vô hẻm 66 ha anh chị. Là mình sẽ vào tới vị trí đất thôi. Con đường này thì mới làm anh chị à. Hồi xưa con đường này nó chỉ rộng 4 mét thôi và được mở rộng khoảng trước Tết ha anh chị. Một thông số nữa Long Hòa xin cung cấp thêm là con đường này là con đường đầu tiên tại thị trấn Kim Long, con đường nhựa đầu tiên tại thị trấn Kim Long luôn ha anh chị. Cách đây cũng làm cũng gần mười mấy 20 năm nay rồi, và bây giờ mở rộng ra thêm. Hiện trạng của nó tại thời điểm này là 12 mét và nó không còn quy hoạch gì nữa ha. Lưu lượng xe cộ trên trục đường này rất là nhiều, chiều thì cuối tuần mấy em nhỏ cũng hay đi lại trên con đường này, vì mình gần với lại các trường trường cấp 1, trường cấp 2, trường mầm non, rồi gần với lại hai cái chợ là trung tâm thương mại Kim Long và chợ Xà Bang ha. Chợ Xà Bang thì bán sáng chiều luôn, còn trung tâm thương mại Kim Long là chợ đầu mối về rau sạch và thịt heo ha anh chị. Đây là cổng chào của thôn Tam Long. Trước mặt anh chị cô chú là đường quốc lộ 56, hướng này mình di chuyển thẳng khoảng cỡ 300 mét thôi là ra tới khu dân cư Xà Bang, chợ trường học, trường cấp 3. Rồi đi thẳng lên tầm khoảng 15 km là mình sẽ ra tới quốc lộ 50, quốc lộ 1A, cách khoảng 15 mét thôi là quốc lộ 1A ha. Hoạt động kinh doanh buôn bán theo quốc lộ 56 này thì rất là tấp nập. Chạy tầm khoảng cỡ 400 mét thôi là mình đã ra tới trung tâm thương mại Kim Long rồi anh chị. Và hướng này mình cũng chạy thẳng là về Ngãi Giao, về Bà Rịa, về Vũng Tàu là theo hướng này luôn ha. Ở đây thì có xe đò, xe bít đồ rất là nhiều. Ví dụ như muốn đi Vũng Tàu mình có thể bắt xe bít số 22, mình lên là mình có thể đi Vũng Tàu được luôn ha anh chị. Thời điểm mà Long Hòa đang quay là khoảng 5 giờ chiều. Ở đây thì mấy em nhỏ đang đi học đi về. Còn đây là những hình ảnh ở trên Laycam ha. Ở đó của mình là có cái nhà đó ha. Ranh giới thì đã rào lưới B40 lại bốn bên hết rồi. Sau cái bản quy hoạch mới là mình sẽ có một con đường nằm phía sau ở Thửa Đất, ngay chỗ đám cỏ màu xanh xanh đó ha anh chị. Đất thì bằng phẳng, có nhà. Nói chung nhà thì nhà cấp 4 thôi, nhà nát nhà cấp 4 thôi. Ở ngay chỗ đám cỏ xanh xanh đó, sau này là mình sẽ có một con đường băng qua, có nghĩa là sau này trong tương lai thì mình sẽ có hai mặt tiền đường ha anh chị ha. Đó, đất chúng ta là nằm ngay góc màn hình đó, ha. Đi chạy thẳng thì hướng này là mình cũng ra tới quốc lộ 56, gần với chúng ta là có trang trại nông trại ha anh chị, rau sạch chuẩn 4K. Vòng vòng ở đây thì đất nó không có vướng trụ điện, không vướng ô ga, rồi nó cũng không vướng bia mộ hoặc là gì hết. Đi ra những trục đường của mình là không có vướng bia mộ gì hết ha. Đó cũng là một trong những quan tâm hàng đầu của những nhà đầu tư ha anh chị. Không vướng chùa, không vướng nhà thờ, không vướng bia mộ hoặc là gì hết. Đó, sổ thì nói chung là rất vuông vắn, thì lát nữa Long Hòa sẽ gửi sổ ha. Đó, còn dân cư thì bám theo trục đường rất là đông. Ở đây thì nó cũng gần như là đường bàn cờ anh chị ạ. Và Kim Long có công bố lên thị trấn Kim Long cho nên đất của nó là ODT ha.
Hướng này mình chạy thẳng là mình sẽ ra con đường lúc nãy mà Long Hoài vừa review xong đó ha anh chị. Con đường lớn đó. Bên tay trái màn hình của mình thì chạy về tới địa đạo Kim Long, bên tay phải của mình sẽ ra tới quốc lộ 56. Bản xanh ở đây tương đối nhiều do là người dân hay trồng là các loại cây trái cho nên là nó rất mát mẻ. Chạy theo trục đường này thì mình sẽ ra tới con đường liên xã liên huyện, đó là con đường Xà Bang Láng Lớn. Cách con đường Xà Bang Láng Lớn là tầm khoảng, nếu mà đi theo đường này thì tầm khoảng 1 km thôi ha. Hình ảnh anh chị cô chú mình đang xem là hồ Kim Long, cách cái hồ Kim Long này tầm khoảng 1 km thôi. Ngay chỗ những ngọn đồi đó là khu công nghiệp Sona Đề Di Châu Đức, Sơn Gôn Châu Đức, đồi Cù Suối Nghệ. Vị trí đất cách cái đó là tầm khoảng 8 km thôi ha. Và hướng đó là hướng về thành phố biển Vũng Tàu, về Bà Rịa. Chỗ dân cư đông đó là trung tâm thương mại Kim Long rồi ha anh chị. Và đất của mình là gần dưới cái vườn rau sạch chuẩn 4K này ha anh chị ha, dưới phía góc màn hình đó. Rồi chạy theo con đường ở giữa màn hình của mình là con đường quốc lộ 56 thì mật độ dân cư ở đây tương đối đông ha, ngay chỗ kế bên trung tâm thương mại của chúng ta, ngay chỗ đám lô cao su đó. Sau này thì nó cũng sẽ có cái bến xe ha, theo bản quy hoạch mới. Chỗ dân cư đông đó là khu dân cư Xà Bang ha anh chị. Đó. Chỗ dân cư đông đó là khu dân cư Xà Bang. Đi thẳng theo con đường quốc lộ 56 thì mình sẽ lên ngay chỗ mấy ngọn đồi đó, là mình sẽ lên tới đường quốc lộ 1A. Rồi chạy thẳng một cục đường thôi là mình sẽ vào tới vị trí đất một nhánh một thôi anh chị, không có quẹo, không có cong, không quẹo gì hết ha, cũng rất là tiện. Vị trí của chúng ta nó nằm sát với đám cỏ đó ha, có cái nhà nát đó. Còn đây là sổ của chúng ta ha, sổ thì chưa làm khu đo. Nếu mà anh chị cô chú mình sau khi sở hữu thì mình sẽ làm khu đo lại ha anh chị. Khu đo là chỉnh lại tờ bản đồ mới và ký giáp ranh rồi lại ha anh chị ha. Cái thủ tục này thì nếu như anh chị cô chú mình quan tâm thì mình có thể coi trong cái video mà Long Hoài để dưới phần bình luận ha. Nói chung cái thủ tục này thì cũng đơn giản thôi. Nếu mà anh chị cô chú mình có nhu cầu, sau khi sở hữu mà mình có nhu cầu thì có thể liên hệ Long Hoài. Long Hoài sẽ hướng dẫn cho anh chị làm cái khoản này ha. Còn đây là vị trí của mình trên Google Maps. Anh chị cô chú mình vui lòng xem thêm vị trí ở Google Maps dưới phần bình luận ha anh chị, dưới phần mô tả để mình có thể là chính xác hơn. Thì đất của chúng ta nằm trên một trục đường nhựa thông và gần với lại chợ, gần với lại trung tâm. Dân số ở đây thì tương đối đông. Cảm ơn anh chị cô chú đã dành thời gian xem hết video ngày hôm nay. Nếu anh chị cô chú mình thấy video này hay thì mình có thể nhấn nút like hoặc một bình luận, một chia sẻ ủng hộ kênh Long Hoài nha. Kênh Long Hoài rất vui nhận được những ý kiến đóng góp của quý anh chị cô chú để kênh Bất Động Sản Long Hoài ngày càng hoàn thiện mình hơn. Và lô đất này được chủ rao bán với giá là 9 tỷ cho tổng diện tích của mình là 8.000 m2, trong đó mình có thêm 250 m thổ cư, đất nguyên một vườn cây ăn trái.